mời bạn nữ bước ra sân khấu. Ôi, kinh quá. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi em trai. Bây giờ thì bạn nữ giới thiệu về mình đi. À, dạ em xin chào chị Nam Thư. Xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Xin chào tất cả quý vị khán giả và chào anh Nam bên cạnh. Em là Lê Thị Thương, năm nay em 27 tuổi. Hiện tại em là giám đốc của một công ty bất động sản. Em quê ở Bình Định và hiện tại em đang làm việc ở Tân Bình. Xin mời bạn Nam giới thiệu về bản thân mình nè. À, xin chào MC Quyền Linh. Dạ, chào chị Nam Thư. Chào tất cả quý khán giả. Em là Dương Minh Thành, 29 tuổi. Hiện em là nhân viên ngân hàng. Em đến từ Đắk Lắk, dạ, thủ phủ cà phê. Bạn gái, hãy nói một chút về ưu điểm, khuyết điểm của mình. Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, độc lập và mạnh mẽ. Khuyết điểm thì em không giỏi về nội trợ. Cái thứ hai nữa là tính chất công việc nên em hay đi nhậu. Mà mỗi lần em nhậu vào em rất là lầy. Trời ơi. À, nếu tăng 2 thì em sẽ rất là bung lụa. À, bung cỡ nào em? Bung cỡ chị. Bung cỡ chị. Ủa anh Linh ơi, bộ em bung dữ lắm. Em bung lắm á. Em bung dữ lắm hả? Sao bé này bung cỡ em vậy ta? Xem em trên truyền hình em bung dữ lắm luôn mà. Đó em. Để coi hồi. Không phải em đó, em nít na thùy mỹ lắm, không phải đâu mọi người ơi. À, bề ngoài của em á rất là xinh xắn, công việc ổn định, và khi mà giới thiệu profile của em là giám đốc kinh doanh thì tại sao? Ế, em cũng không biết sao, nhưng có thể là duyên em chưa tới. Ừ, dạ. Cũng có một vài chàng trai nhưng mà em cảm giác không có được happy, không có được mở lòng với những người đó lắm. Ừ, ừ. Dạ. Rồi bạn trai bên kia mình giới thiệu về ưu điểm, khuyết điểm của mình nè. Em cũng thích giao tiếp, có thể nấu ăn nội trợ. Em có khuyết điểm gì không? Em mê ngủ, với là em cũng hay quên lắm. Em có thể là ngủ 2 ngày 2 đêm cũng được. Còn ví dụ quên thì cái đấy thì thường xuyên. Ví dụ em có khách hàng ở dưới Nhân Trạch, em phải xuống đấy ký hợp đồng, ký giấy tờ này nọ, mà em soạn sẵn để đấy rồi, mà cuối cùng em chạy xuống Nhân Trạch như một vị thần, mà cuối cùng quên em lại không mang giấy tờ gì theo, thế là hôm sau phải hẹn khách lên lại. Duyên dáng ghê. Đàn gái. Dạ. Có mấy mối tình rồi? Em trải qua là 2 mối tình ạ. Mối tình gần đây nhất thì em chia tay được 2 năm rồi. Em yêu nhau mấy năm? Dạ, yêu được 1 năm. 2 mối tình này của em thì chung một điểm, đó là em bị lừa dối. Lừa dối? Vâng. Phản bội? Phản bội, dạ. Người thứ 3? Dạ. À, công thức à. Quen thuộc quá ha. Đó là những cái điều mà không ai muốn hết đúng không? Dạ vâng. Mối tình thứ 3 này hy vọng rằng không có sự lừa dối. Dạ. Mà nam? Dạ. Thì em thì cũng chính thức thì là 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là hồi sinh viên. Thì cũng là chỉ sinh viên thì mối tình đầu thì học hành sa sút quá. Quen mà 1 năm mà nợ đến 6 môn. Còn mối tình thứ 2? Thứ 2 thì em cũng bị phản bội giống như bạn bên kia. Lúc đấy thì em mới ra trường. Thì mình đi làm thì lúc đấy cũng chưa ổn định. Thì bạn ấy thì ở Bình Dương thì cũng có quen 1-2 người nữa. Thì bạn ấy quyết định chọn một người có công ăn việc làm ổn định hơn rồi. Dĩ nhiên con gái người ta phải chọn người có công ăn việc làm, có sự nghiệp thôi. Chứ nhiều khi mình không có gì, người ta đâu chọn mình đâu. À, cái đó cũng không phải là sự phản bội. Tức là quen với em với một người, tức là 2 người, nhưng mà lấy một người thứ 3 là không người khác, không liên quan. À, tức là tại vì 2 anh không có đáp ứng nhu cầu cho anh ta. Dạ, chị sao? Anh thứ 3 đáp ứng nhu cầu, ta lấy thôi. Dạ. Ồ, chào em gái xinh đẹp. Dạ, xinh đẹp không anh? Rất là dễ thương. Bây giờ em tìm cho mình một nửa yêu thương như thế nào? Mẫu người của em thì em muốn bạn nam phải cao trên 1m7. Cao 1m7, gì nữa? À, vui tính. Vui tính. Không có râu quai nón. Ôi, sao em kỵ râu quai nón hả? Em cảm giác bị sợ. À, râu đẹp mà em. Đúng rồi. Có râu là nhìn nam tính chứ. Em thì em không thích râu quai nón anh. Còn râu bình thường thì không vấn đề gì. Râu chùm chùm đây được không? Dạ, phải sạch sẽ anh ơi. Râu như anh ngồi dưới được không? Râu đó tỉa gọn đẹp rồi anh. Được, gì nữa? Không hói. Không hói. Không hói hả? Dạ vâng. Tôi nghe chữ hói là tôi bực mình rồi đó. Sao không thích hói vậy? Lý do anh phải hỏi ra vấn đề này mới được. Cơ bản là tại cái gu mỗi người khác nhau á anh. Cái gu hả? Dạ vâng. Rủ em lấy chồng lỡ em đi qua ông sói, ông hói đầu rồi sao? Không, em ví dụ đi. Yêu anh đó yêu hai đứa yêu nhau hạnh phúc lắm. Mà tóc ảnh nhiều, cái tối về gỡ ra tóc giả thì sao? Ừ rồi sao? Có nha. À, đi cấy anh, cấy được mà. Bắt buộc phải cấy hả? Dạ vâng. Cỡ nào cũng đó, phải có tóc không hỏi. Rồi. Thôi được rồi, không thích hỏi.
Dạ. Tôi không thích mấy người thì không thích hói nha. Bên đàn trai tôi thấy giận rồi đó. Ủa, người ta là con gái, bên này người ta có quyền lựa chọn chứ. Thì tôi cũng có quyền tôi nói chứ. Rồi em còn thích gì nữa không em? À, em thích con trai sạch sẽ. Không lẽ con trai đó giờ ở dơ lắm hả? Thật không? Mày chắc sạch đấy. Hỏi ông kia, ngày tắm mấy lần? Ngày từ 1 đến 2 lần thôi chị. Được, sạch sẽ, được. Sạch sẽ. Gì nữa? Em không thích đàn ông mà quá cơ bắp. Mỡ không à? Mỡ không à? Mày nó không cơ bắp, nó có mỡ không à? Người tròn tròn thì dễ thương, mà miệng thì dễ thương. À. Cái gì? Hình như tả đốt cô lắm hay sao? Bên kia khán giả vô tay kìa. Khoan coi á, khoan coi. Khoan coi, tôi không cho coi đàn trai, tôi bực rồi. Trời đất ơi. Người ta thích đàn ông là cơ bắp, khỏe mạnh, có râu. Cô này cũng không thích cơ bắp, không thích có râu nữa. Tôi không cho gặp đàn trai. Trời. Cô này cô gu khác, cô không có thích mấy cái gu mà mấy anh tập tạ, tập gym, muscle rồi. Người ta thích sáo múi này kia sao? Chứ em thích sáo múi không? Em rất thích sáo múi. À, thấy chưa? Ê, các cô như thích sáo múi không? Có ai thích gu nhanh Quyền Linh không à? Không có ai luôn á Linh. Không có ai gu luôn. Thì thua rồi. Thua rồi. Gu bó tay rồi. Không giờ còn gì nó khó hơn nữa không em? Chắc là hết rồi đó anh. Nhiều đó thôi cũng đáp ứng cũng mệt đó mà đó. Em thấy đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? 80%. 80% hả? Rồi mở cửa cho coi đàn trai tôi nè. Trời, đàn trai tôi cũng có giá lắm mà, đừng có giỡn. Xin mời mở rào. Ơi khoan. Khoan hả? Qua coi đàn trai coi được không? Tôi biết mở rào chứ. Ủa đủ mở qua bên đàn gái không chịu rồi sao? Có bụng không? Đừng hóp, đừng hóp, hóp xỉu vậy. Hóp xỉu. Mặt tròn tròn, gu tròn. Em gu em á, theo chị hồi nãy giờ em miêu tả là không muscle, không cơ bắp. Ấy là gu em đó. Có thêm bonus thêm cái cặp mắt kiến rồi vậy nữa. Được. Ăn nói thì lanh lẹ cao. Trời. Cao mét mấy nha? Không, em không đủ tiêu chuẩn của bạn. Bên kia là hơn mét 7, bên đây chắc dưới mét 7 rồi. Dạ, em dưới mét 7. Dưới mét 7 được không em? Chỉ mét 7 là bao nhiêu anh? Anh có thể không cao nhưng mà có thể ví dụ trời sập xuống anh đỡ lên được không? Cái câu bây giờ mà nói anh có thể không cao nhưng mọi người phải ngước nhìn là xưa rồi. Xưa rồi. Anh có thể không cao nhưng trời sập xuống anh đỡ được không? Hay hay hay. Được không? Được được. Mà hỏi được không? Chịu. Chịu rồi đúng không? Chịu. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Bạn gái, hôm nay em đi với ai nè hả bé Thương? Hôm nay thì em đi cùng với cô em, anh trai và bạn. Dạ rồi, xin chào cô. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư. Em là cô của gái Thương. Hả? Cô sao trẻ quá vậy? Cô thấy cũng được. Cô nghĩ nên con nên cho thời gian tìm hiểu. Cô có thích đàn ông hói không? Dạ em không thích. Kỳ ta. Em kế bên thích đàn ông hói không? Trời ơi. Em anh Linh. Bây giờ anh hỏi gì nè. Hỏi quý vị khán giả đang xem chương trình qua TV đó. Ai không thích đàn ông hói mail về thì anh sẽ có câu trả lời. Ai không thích đàn ông hói vô Facebook tôi nói chuyện nha. Bạn trai hôm nay đi với ai ha? Dạ em đi với bạn học đồng nghiệp của em. Em chào chị Nam Thư và chào anh Quyền Linh. Chào quý vị khán giả tại trường quay. Chào bạn Hương, mình là ông anh đi làm chung với Thành. Dạ vâng, chào mình anh. Mình cũng thấy bạn cũng ok so với em của mình đó. Mà em mình cũng nói thật cũng hơi lầy đó. Em tăng 2 nó cũng trợ giúp em được đó. Cũng hy vọng hai bạn cho nhau cơ hội. Mình thấy hai bạn ok. Rồi, cảm ơn anh trai. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt rồi quyết định nha. Mở rào. Mình có bó hoa tặng bạn. Với cái này làm là cái vắt cam. Thì trời nắng có thể hỗ trợ bạn. Mình thấy nước cam cũng tốt nên mình tặng bạn. Quay vòng cho bạn gái coi coi hợp không. Đâu nhìn em kiểm gái kiểm tra coi. Chàng trai sao em rờ vô coi có cơ bắp không? Hả? Em kiểm tra cơ bắp coi. Nhìn được rồi á. Không, kiểm tra nó phải rõ ràng. Này là không phải là cơ bắp lắm. Đúng rồi, mình không có tập gym. Dạ. Mình lâu lâu mình hoạt động thể thao thôi chứ mình không có tập. Anh biết đáp anh. Mình biết tất cả môn thể thao. Rồi các bạn về chỗ ngồi đi. Rồi, mình ngồi xuống nè. Mình hãy nói về cảm nhận ban đầu về nhau như thế nào nha. Nhường à? Sao nãy ông mạnh miệng lắm mà. Tại vì thấy bạn em thấy đau tim quá. Em có thấy bạn gái xinh đẹp không? Dạ, bạn
xinh đẹp. Trời ơi, ông này ông lật mặt dễ sợ. Này ngồi nói kia nói chuyện với em, xéo sắc nhìn mắt lên, nói qua nói lại, giờ quay qua đây. Bạn thấy mình thế nào? Em với bạn gì em hỏi. Em thấy anh thì cũng dễ thương, gương mặt thì ưa nhìn. Chỉ có cái là nó chưa cao so với tiêu chuẩn của em thôi. Mình thấy cũng vừa đấy. Anh được 1m65 không? Không, mình được chứ 63. À, 63. Còn em trai? Dạ, em cũng thấy bạn rất là ưa nhìn. Nữa là bạn nữa. À, em ưa nhìn. Hả? Em nhìn thấy thương rất là ưa nhìn. Mình là một người lãng mạn. Thì mình thích một cái phong cảnh đẹp chẳng hạn. Hoặc là những cái gì roman là mình rất là thích. Quan điểm tình anh, yêu của mọi người. Anh có phải là người trung tình không? Anh là người rất trung tình. Rất trung tình thì... Em thì qua hai mối tình thì em rất là sợ. Nên bây giờ cái đầu tiên cần tìm là người chân thành. Anh có phải là người hay ghen không? Ngày xưa anh hay ghen lắm. Nhưng mà qua hai mối tình thì không bao giờ mình ghen nữa. Tại sao? Tại vì mình phải làm gì đó người ta mới làm gì đó để mình ghen. Hoặc ví dụ như em cứ thành thật thì chắc chắn là anh không việc gì anh phải ghen nữa thôi. Em là một người có tính sở hữu rất cao. Em quen một người thì em thích người đó rõ ràng trong tất cả các mối quan hệ. Không có em gái của đồng nghiệp, hay là em của thằng bạn thân, hay là em gái mưa, hoặc là em gái nuôi. Bởi vì cơ bản là cái gì nuôi thì cũng sẽ thịt thôi. Thường thường là anh ngại. Anh có liên hệ với người yêu cũ không? Không, với anh cắt bụi về cắt bụi cho nên đã là... Ủa là... Người yêu cũ thôi mà sao cưng đẩy về cát bụi dữ vậy cưng? Thì tình yêu đến từ đâu thì nó về với đấy thôi chứ. Vậy là Facebook không có còn người yêu cũ xóa hết rồi phải không? Không liên lạc gì luôn á. Hai được. Làm được gì đến mức như vậy? Tình yêu cũ đôi khi nó là kỷ niệm đẹp, là ký ức đẹp, sau này ngồi là nhớ lại. Chứ tình yêu cũ gì đã trở về cát bụi giống như... Tại em không muốn đi luôn thì tình yêu cũ đã ảnh hưởng tới cái người mới của mình thôi. Cũng hay, cũng là một ý kiến hay. Ngại ngùng nè, hát tặng nhau bài nhẹ nhàng nè. Rồi bấm nút nè. Em thì hát rất là dở. Mấy bạn nói mà em mà hát là mấy bạn nhà trai em bảo là qua nhà gái ngồi hết. Chứ đó không dám ngồi nhận ngồi trai cho nên em cũng sợ lắm. Đôi khi hát dở cũng ấn tượng đó em. Hát lại đi. Vậy thì nhắm mắt làm liều vậy. Ly cà phê như muốn nói cùng em câu gì. Ly cà phê như muốn hát cùng em câu gì. Em hơi run. Em sao? Lại hai bác. Hát cà phê người ta hát tỉnh ngủ, hát xong rồi ngủ luôn. Đi vậy vậy. Có thể. Ly cà phê như muốn nói cùng em câu gì. Thôi em cho em qua cái đoạn này được không? Thôi. Dạ. Khỏi nha. Dạ khỏi. Em hát hết ai cũng muốn cà phê luôn á. Dạ vâng ạ. Em thì được cái hát không hay nhưng mà lại hay hát. Đúng rồi. Dạ. Cứ thoải mái em. Nào. Em biết anh yêu cô ta. Giấu em những hôm không về nhà. Giấu em từ trong anh mẫn. Từ trong lời nói anh luôn giấu em. Em sẽ đứng im em nhìn, xem trái tim em sẽ chịu đựng đơn. Một người em đang yêu thương, em đang chăm sóc, đang lừa dối em. Và nếu như có một ngày anh không thấy em, và em sẽ nói rằng anh hãy đi đi anh. Em cố nắm thật chặt đôi tay của em, cố ôm chầm và anh xin lỗi em. Và nếu suy nghĩ của em sẽ không như vậy, sẽ không phải là em mà là cô ấy. Em không phải là người đi đến cuối cùng, sẽ không phải là em đúng không anh? Đó, thấy chưa? Bây giờ trước khi tiến hành bấm nút thì em hãy nói tất cả những suy nghĩ của em. Nói đi em, nhìn bạn gái. Hôm nay mình hơi hồ hộp một tí. Đối ngoại thì mình rất là tự tin. Mà không biết sao lên chương trình với là thấy bạn nữ thì mình lại hơi yếu đuối. Mình cũng rất lâu rồi mình cũng chưa có tình cảm, mình cũng chưa có yêu. Lâu rồi chưa yêu mình mất cảm giác yêu, mình sợ là mình cứ bối rối vậy. Thì nếu có cơ hội thì cho mình tìm hiểu. Ok, được rồi, như thế cũng đủ rồi. Nào, hãy để tay vào nút bấm để xem những cái chia sẻ của em, cô gái có đồng tình hay không. Cũng đang rất hồi hộp.
chờ đợi. Chờ gì nữa? Trời ơi, tôi chưa đếm là đã bấm rồi. Có lẽ là nhịp tim họ đã cùng nhịp đập với nhau từ lâu rồi. Tại sao em lại bấm nút trước với cô gái? Thì... Anh hỏi cô gái. Hỏi cô gái à? Qua cách nói chuyện với anh thì em cảm giác ở đây có sự chân thành. Cái thứ hai là em cũng muốn cho mình một cái cơ hội. Rồi, hãy nắm tay đi. Nắm tay nào. Hãy chứng minh cái nút bấm của mình. Hôn đi. Nào. Thôi. Nhưng mà em nghĩ nên để dành. Không, em quy định chương trình chị á, không hôn là không có cho dắt bạn gái về. Một cái nụ hôn để chứng minh vậy, đúng với cái trái tim của mình. Tại sao vậy, không có thể cho mình thơm má nữa không? Yeah. Làm gì hôn? Chưa có mối tình nào hết. Dạ chưa. Là chưa nắm tay. Dạ chưa. Chưa hôn? Chưa. Ôi trời ơi, trong trắng quá. Đó với một cô dâu đi làm về mà đuối nằm một đống không làm ăn được gì hết. Không lập cơm nước cũng làm ăn được. Chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Chuẩn bị hết rồi chị. Vậy hết đó là cái gì? Cái đó là lúc đó bạn sẽ biết. Mời bạn nam. Đây rồi. Ngồi đi em. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi, em giới thiệu về mình. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh ạ. Em tên là Phương Nhi. Em năm nay 24 tuổi, em đang làm điều dưỡng ở Bệnh viện Đại học Y Dược, thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Mình làm công việc đó được bao lâu rồi em? Em làm công việc này được 3 năm rồi. Rồi, mời bạn nam giới thiệu. Chào chị Quyền Linh, anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Và chào bạn bên ấy. Em tên là Khoa, 31 tuổi. Em là IT, quản trị mạng cho một công ty sản xuất là dây cáp ở Bình Dương. Đến từ đâu? Em sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em nghĩ lý do tại sao mà em chưa có bạn trai? Có hai lý do nho nhỏ. Thứ nhất á, là môi trường làm việc của em, khoa em làm thì đặc trưng là của người già. Mà người già thì đâu làm ăn được gì. Người già nào? Ai nói người già không làm gì được. Nói này đụng chạm nha, tôi cũng già nha. Em hơi khó tính. Trời, mặt vậy mà khó tính hả? Dạ, em nói gọi là khó chịu thì đúng hơn. Mọi người nhìn em lần đầu tiên thấy sao mọi người không có ấn tượng nhiều hay sao á. Cái lướt qua ngó nhỏ bạn thân cái bên rồi hết phim. Thì bé mốt đi, đừng có dắt nhỏ bạn thân đi theo. Bạn thân không dắt nó theo dắt ai giờ? Trời ơi, thì khổ ghê. Bạn nam, nghe bạn nữ giới thiệu nãy giờ em thấy thì sao? Bạn nữ em chắc khó lắm, kiểu như là chọn về chọn người yêu đúng không? Thấy dễ ẹt à, mà sao của nó cũng khó là chị cũng không biết nữa. Còn cho mình hỏi kỹ xíu bạn nam là như thế nào? Em thì không thích quen người trong công ty. Chỉ thích quen người ngoài thôi. Mà công việc của em là tiếp xúc với máy tính nhiều. Không có tiếp xúc nhiều người nên giờ vẫn còn lập thân. Chưa có mối tình nào? Không có, giờ hai mối tình rồi. Hai mối tình? Mối tình dài nhất là bao lâu? Là 2 năm. Lý do tại sao mình chia tay? Kiểu như lúc đó em còn đi học, vừa học vừa làm, ít quan tâm đến bạn nữ nên từ từ tình cảm nó xa dần. Bây giờ có thời gian quan tâm không? Giờ là em đã học xong hết rồi. Bao nhiêu lâu nữa thì bạn tiến tới hôn nhân được? Nếu được thì là khoảng năm sau. Năm sau. Bạn nữ mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chưa có ạ chị. Chưa có mối tình nào hết? Dạ chưa. Là chưa nắm tay? Dạ chưa. Chưa hôn? Chưa. Ôi trời ơi, trong trắng quá. Vậy thì bây giờ em ước ao người chồng tương lai của mình là người như thế nào? Một người cao khoảng trên 1m7, không mập, không ốm, cao ráo. Mét mấy? Dạ mét 7. Sao vậy, bên kia sao vậy? Lý do tại sao phải chọn từ 1m7 trở lên? Dạ tại em khoảng 1m59, mang đôi giày 7 phân thì khoảng 1m66. Một anh trên 1m7 thì em búi tóc lên khoảng 2-3 phân nữa là chắc vừa. Trời ơi, tính kỹ dữ vậy trời. Tính sao mà xa dữ vậy biết. Phải cao cao chút đi mới xuống. Ví dụ em bên đây anh thấp anh mới 1m50 rồi sao? Không lẽ gì cho anh về nha. Anh về là chưa em? Ngoài thị trường có dài độn 2 tấc không? Nói đổ ngồi hộp hết trơn rồi nè. Em cũng là từng học về sinh học thì hai gen mà thấp á thì nó gặp có khi lại cao lên em. Biết đâu nó gen lặn thôi, nó hiện lên rồi hai sao? Hai lặn gấp trội em. Rồi có yêu cầu gì nữa không? Nói là coi có đủ cơ hội ngồi đây không? Không có râu mà không có mụn. Con trai không có râu sao? Ủa sao đàn ông phải có râu chứ em? Tự nhiên không có râu là thì cạo thôi. Dạ, tôi coi con này coi. Không có râu là sao? Gì kỳ vậy? Con trai thì phải có râu, đôi khi cũng phải có mụn chứ. Nhưng mà phải làm sạch. Ta nói là con trai
không có râu là nó kỳ lắm á. Nhưng mà giờ người ta thích không có râu. Giờ tôi thích vậy thì sao giờ? Không có râu. Khó. Không rượu bia, không cờ bạc. Em thì là không hút thuốc. Với lại rượu bia thì dịp đặc biệt mới uống. Rồi, còn gì nói hết luôn đi em. Dạ, biết nấu ăn. Biết không? Em biết nấu mì gói được mà. Sao kỳ vậy? Bên đây cô nói sao kỳ chuẩn vậy? Chuẩn bị về anh ơi. Bạn ở đây mồ hôi đổ ướt áo. Hay da, khó quá. Giờ không biết đứng bên phe nào đây nữa. Em có ưu điểm khuyết điểm gì không? Để nói cho bên kia ta nghe coi người ta có hợp không, đặng người ta cố gắng nè. Ưu điểm của em thì không có nhiều. Em hay cười, em thích chăm sóc người khác. Rồi. Khuyết điểm thì nhiều lắm. Em nấu ăn không có được ngon. Ăn được thôi. Bởi vậy em yêu cầu bạn nam biết nấu ăn. Để em nấu ăn dở quá, bạn đó cũng nấu được cho em ăn. Thì em không biết nấu ăn thì em đi học nấu ăn đi. Em có thời gian đi học thì đâu có bắt bạn kia. Thì bạn kia cũng bắt đi làm vậy, tự nhiên bắt ta đi học, mình không đi học. Hai thằng đều đi học đi. Hai thằng đều đi học. Hai thằng đi học nấu ăn nha. Em không biết nấu ăn. Thì nó rủ hai thằng đi học nấu ăn kìa. Không thích. Vậy giờ đi về. Thì không. Thì có thể là về nhà mẹ em có thể chỉ cho bạn. À có nghĩa là làm dâu phải không? Là. Hỏi cái coi chịu làm dâu không nữa. Làm dâu được không? Không chịu nữa quá. Miễn là bên đó chấp nhận được cái thời gian làm việc thất thường của em thì không sao. Hiểu rồi, cũng nhiều khi tăng ca đồ trực ban đêm á phải không? Thường xuyên. Thường xuyên. Dạ. Khó quá. Bạn cả. Đúng rồi. Nếu mà khi yêu thì mình phải chấp nhận cái nghề của bạn đó. Cũng được đúng cũng không? Được, dạ. Mình thích người phụ nữ như thế nào? Em thích phụ nữ về kiểu gia đình. Không thích phụ nữ kiểu xe xua đua đòi. Hoặc là đem cái chuyện riêng tư của mình lên xã hội để kể cho ta nghe. Dạ. Không có đẩm vậy đâu. Có là nhiều người giờ đem dạ. Riêng tư mình đem Facebook. Dạ em Facebook thì em kết kế. Anh nói em hả? Ủa sao em nói chuyện vấp bị mình bị cà lắm. Nói một câu dài chứ coi. Lúc em buồn em làm gì? Nghe nhạc. Nói câu dài chút coi. Thôi nghe nhạc được rồi chị. Lúc em vui em làm gì? Lúc em vui thì em đi dạo. Chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Chuẩn bị hết rồi chị. Hết là cái gì? Cái đó là lúc đó bạn mới sẽ biết. Bây giờ phải nói ra cho bên đây người ta nghe, người ta hấp dẫn người ta mới chịu. Cô này cũng khó lắm. Theo như chị nói thì là đâu phải là lấy người đâu mà là lấy của đúng không? Không có của thì sao mà lấy vợ? Chắc chắn phải có mới lấy được chị. Thì có cái gì? Thôi chị khó, chị hỏi em khó quá. Khó quá, đàn gái rồi khó quá. Khó quá. À, dạ. Tôi có gì tôi giấu chút lại giờ tôi nói có 5 ngày giả. Chưa có gì trơn á. Ai nó có gì tôi có hết trơn rồi đó, tôi để ở nhà đó, ba mẹ tôi chuẩn bị hết rồi đó. Thôi bây giờ mình nói chuyện người thân đi. Em trai có đi với ai không? Dạ em có đi với thằng bạn Thành. Dạ. Thằng nào? Thằng bạn Thành dưới vậy, ngồi dưới. Bên kia nó tại... hai thằng đi học. Bên đây nó đi với thằng bạn. Chào thằng bạn thân. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường ạ. Mình tên là Nguyễn Trường Hải, mình là bạn thân của Khoa. Thì Khoa là một người rất là thân thiện, dễ gần gũi. Đó là cái ưu điểm, còn cái khuyết điểm là trong giao tiếp thì Khoa hơi nhút nhát một chút. Nếu như bạn nữ mà ưu tiên về chiều cao á, thì có thể là bạn sẽ bỏ qua người bạn nam có thể giúp bạn đi đến hạnh phúc. Rồi, cảm ơn bạn. Dạ. Bạn gái có người thân đi theo không bạn? Có mẹ, chị họ, rồi mấy bạn đồng nghiệp nữa. Dạ, chào cô. Chào Quyền Linh, chào Cát Tường. Hôm nay mình đi theo con gái đến đây. Nói chung á thì nó thì cũng không có gì gọi là khó tính đâu. Có một cái là do cái công việc, rồi một phần á là do là bé nó mất ba sớm, thành ra khi nó va chạm với cuộc sống sớm quá, thành ra cái suy nghĩ của nó đôi khi nó hơi cứng nhắc một chút xíu. Theo tôi nghĩ á, thì coi như là cái chuyện vấn đề tình cảm thì thôi cứ để cho hai đứa cứ theo con tim của mình mà phán đoán đi. Yeah. Không có nên cứng nhắc quá trong vấn đề đó. Dạ. Con nhận xét bạn trai bên kia như thế nào ạ? Nói chung là được. Cách nói chuyện thì cũng điềm tĩnh, không có vấn đề gì. Tùy theo cái cảm giác của con khi mà quay lại hai đứa nhìn nhau thôi. Dạ. Dạ, đúng mình rồi. Sẽ có suy nghĩ như thế nào. Đúng rồi. Cảm ơn cô. Đó, mẹ nói rất là hay thấy chưa? Thôi, mình cho hai bạn gặp mặt đi. Kéo màn lên. Nhớ nghe là mẹ nhớ cứng. Rồi, hai bạn. Chào anh ạ. Hy vọng em xin giới thiệu. Cảm ơn. Anh nói anh làm việc ở Bình Dương. Vậy thì mình sáng đi chiều về hay là sáng. Sao ạ? Anh đi sáng đi chiều về. Sáng đi chiều về. Mà anh không về khuya đâu. Công việc của em đó, một tuần mình phải trực đêm tới 2 ngày lận. Như vậy thì anh có chấp nhận được không ạ? Đối với anh, quan niệm tình yêu là nên tôn trọng và chấp nhận những gì của thuộc về người yêu.
Vậy còn bên gia đình anh thì sao? Đối với một cô con dâu đi làm về mệt đuối nằm một đống không làm ăn được gì hết, không làm được việc không nhà, cơm nước cũng có làm nhưng mà sẽ không có thường xuyên như những công việc văn phòng thì bên phía gia đình anh sẽ nghĩ như thế nào? Không, gia đình anh thì bố mẹ cũng dễ tính, lúc đầu thì khó nhưng mà thấy anh lớn tuổi thì là trở nên dễ tính trở lại. Em cứ yên tâm, khi anh đã chấp nhận thì ba mẹ anh chấp nhận là sẽ chấp nhận. Về nữa giặt đồ cho vợ được không? Cái đó khi nào em rảnh thì em sẽ làm. Ủa lần sau em rảnh em làm, không rảnh không làm hả? Em đi làm sao em giặt được anh? Công việc IT á nó có bận rộn lắm không ạ? Công việc IT của anh là không phải là IT phần mềm, anh là quản trị mạng với lại phần cứng nên là nhiều khi là rảnh rỗi lắm. Vậy có nghĩa là rảnh không có bận, đúng rồi, là làm việc nhà được. Và là hàng. Đúng không? Đúng. Dạ. Anh nhận xét gì về em? Nụ cười của em dễ thương, anh thích nụ cười của em. Và nếu mà em chấp nhận bấm nút á thì anh sẽ là một bờ vai tự bình yên mỗi khi em làm việc về một mệt mỏi. Nói có hơi dấp nhưng mà cũng rất là tình cảm. Bạn nữ cảm nhận như thế nào về bạn nam? Cảm xúc ban đầu thì cũng không thể nào nói rõ được, nhưng mà nhìn chung thì ổn. Rồi, cảm ơn em. Vậy được rồi, nhìn chung ổn mà được rồi. Thôi nhá, ổn là thấy được rồi đó. Nào, để tay bấm đi bạn trai. Đồng. Bây giờ trước khi bấm thì gì vậy? Kiếm gì đâu vậy? Nút. Sửa ghế hả? Nút. Đây là nút để đây nè. Bây giờ trước khi bấm á, thấy con mẹ ngồi đó, mẹ tương lai đó. Nói gì một câu với mẹ. Chào bác. Nếu mà bạn nữ mà chấp nhận con thì con sẽ xem bác như là mẹ ruột của con, chấp nhận như mình. Rồi. Suy nghĩ kỹ nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Đó, bây giờ đó bạn đó bấm nút rồi đó. Nãy hứa rồi đó. Bây giờ kêu đi. Chưa. Kêu rồi. Bấm rồi. Nè, bạn gái chưa, bạn gái chưa nắm tay lần nào, giờ nắm tay bạn gái thử coi. Em. Xin mẹ. Xin bác cho con nắm tay mà. Mai mốt mà có hùng bạn gái cũng xin mẹ trước nha. Đó, không có đó là sao? Xin trước, xin trước, giờ xin trước đi rồi nữa không sao. Bác cho con xin trước nha. Mai mốt có gì bác. Có dịp không? Dịp. Có dịp. Có dịp không hả? Thôi, đây. Đây là chiếc ghế xem phim ha. Mong rằng những cái gì nãy giờ mình nói trở thành hiện thực. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh trên các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Cố gắng lên nha. Đưa bạn gái đi chơi đi. Rồi. Hai bạn ở quận nào, huyện nào, trung tâm nào, nhiều khi quen nhau rồi nữa không chừng nữa. Không chừng bà con còn mệt nữa. Hai năm trước thì cũng có thích người. Họ sao dễ thương vậy mà người ta không thích, người ta biết mình thích người ta không? Thích một năm thì thân của em thì cũng có dèm pha nó vô nó ra. Nhưng mà người ta chỉ im thôi chị. Được đơn gái rồi. Được đơn gái rồi. Mẹ nói vậy rồi ha. Rồi, cảm ơn cô. Mời bạn nam. Chào các bạn. Dạ, chào tất cả mọi người. Mời bạn nữ. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Em giới thiệu về mình. Em tên là Minh Thảo, năm nay em 28 tuổi. Em đến từ Kiên Giang và hiện em đang làm lễ tân khách sạn ạ. Em làm lễ tân khách sạn ở đâu? Dạ, em làm ở Rạch Giá luôn chị. Là từ Kiên Giang lên đây luôn hả? Dạ, đúng rồi ạ. Bạn trai giới thiệu về mình. Em là tên là Võ Văn Mến, năm nay 30 tuổi, cũng đến từ Rạch Giá, Kiên Giang. Hiện tại là công tác chuyên viên văn phòng của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch của tỉnh Kiên Giang. Kỳ lạ nha. Có khi nào duyên rồi đó. Hai bạn ở Kiên Giang ở làm việc ở một tỉnh luôn và không gặp nhau ở tỉnh Kiên Giang mà gặp tại Thành phố Hồ Chí Minh trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Có khi nào sáng nay hai bạn đi cùng xe lên đây không ta? quên, cái này phải hỏi cho kỹ. Hai bạn ở quận nào, huyện nào, trung tâm nào, nhiều khi quen nhau rồi nữa không chừng nữa. Không chừng bà con còn mệt nữa. Mình trao đổi với nhau thử coi. Đúng rồi, hai bạn hỏi đi coi ở đâu. Em ở đâu em?
Dạ em ở phường Vĩnh Thanh ạ. À, anh thì gia đình thì ở dưới Gò Quao. Có dạ. Quen ai Gò Quao không? Dạ không ạ. Có quen không? Không quen. Ờ được ổn. Anh ơi kìa, anh ơi kìa. À, là em nghe anh nói là anh họ Võ phải không ạ? À đúng rồi. Em cũng họ Võ. Ủa vậy hả? Dạ. À, sao trùng. Ba má ngoại coi có quen không? Mà gia đình ông bà hồi trước giờ là ở tại Gạch Giá luôn em hay là ở đâu? Dạ đúng rồi ạ. Chắc không có bà con đâu. Tại vì nội anh á là ở Sài Gòn. Gốc dạ. Gốc ông nội Sài Gòn. Vậy thì bây giờ đầu tiên mình hát bài Kiên Giang đi ha. Kiên Giang mình đẹp làm sao? 2, 3. Trời, hai người Kiên Giang không hát gì chưa trời. Kiên Giang em không thuộc lời anh Linh ơi. Anh Nguyễn Linh ơi, sẵn anh nói vậy thì hôm nay em xin gửi tặng mọi người một đoạn ngắn trong ca khúc mà viết về quê hương của em. Đúng rồi. Kiên Giang là đẹp lắm hả? Rồi. Chiều xuống đứng bên cầu nghe sóng biển, nắng thu vàng chiều rạng bên bờ. Kiên Giang mình đẹp làm sao? Bóng mây xanh đôi bóng núi, con chim nhạn hát điệu tình quê. Một biển trời như có mẹ cất tiếng ru, trăng nhu lên bên cảng quê hương. Trăng cũng đẹp, đất cũng đẹp, sao đâu đâu cũng đẹp. Dạ em xin hát hả? Bạn gái, bạn làm cái công việc lễ tân như vậy chắc dạ. Chắn là bạn sẽ gặp rất nhiều đối tượng. Dạ đúng ạ. Tại sao mình phải tờ nhờ tới chương trình tuốt ở trên Sài Gòn? Dạ thì công việc của em á là toàn thời gian đó chị, thì làm từ sáng cho tới tối. Ừ. Dạ do tính của em là sống hướng nội ít khi hướng ngoại đó chị, thì làm tan ca về thì chị ở nhà thích. Nhưng mà mình khi ngồi trong quá trình mình tiếp khách thì không có anh nào để ý hả? Dạ đúng rồi, rất là nhiều chị. Nhưng mà tính của em thì cũng hơi bị khó. Em không có thích với những người chọc ghẹo mình đó chị. Giờ mình có mối tình nào chưa? Em thích hai người. Ừ. Cả hai đều đơn phương chị. Thì cách đây 10 năm thì em có thích một người. Ừ. 2 năm trước thì cũng có thích một người. Ồ sao dễ thương vậy mà. Ừ. Người ta không thích, người ta biết mình thích người ta không? Thích một năm thì bản thân của em thì cũng có dèm pha nó vô nó ra. Nhưng mà người ta chỉ im thôi chị. Không động đậy rục rịch gì không hết. Không có gì hết. Rồi bên đây mình chủ động bên luôn em. Bên kia được là anh Linh phải kia bên đó chủ động giùm em nha. Bên đây chủ động luôn rồi, tấn công liền luôn. Rồi giờ em thích mẫu bạn trai với người bạn đời mình sao? Dạ em thích người cao hơn em một cái đầu. Không có hút thuốc. Có thể uống bia rượu nhưng mà phải có chừng mực thôi anh. Dạ biết quan tâm, chia sẻ, sống có trách nhiệm với gia đình ạ. Dạ. Cao hơn cái đầu là sao? Dạ về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Để cho hỏi rõ công việc bà bạn bên kia, bạn nói rõ công việc của mình chút xíu rồi bạn. Dạ công việc của em á là chuyên viên văn phòng, chuyên về tham mưu cho lãnh đạo á về vấn đề là tổng hợp báo cáo hàng năm. Chắc báo cáo tháng. Mấy mối tình rồi? Dạ trước giờ thì em được 2 mối tình. 2 mối tình. Mà mối tình đầu tiên á là 8 năm. Quen dạ. Từ năm học cấp 2. Rồi mối tình thứ hai mấy năm? Dạ mối tình thứ 2, 4 năm. Em muốn một cô gái như thế nào? Em thì thứ nhất là cái biết đối nhân xử thế, biết ông biết bà, biết trên biết dưới gì. Đó. Nữa không bạn? Rồi thứ hai nữa là phải hiểu nhau và thông cảm lẫn nhau. Đặt ví dụ như em có ghen không em? Tánh em có ghen không? Dạ em ghen nhưng mà ghen hiền anh ơi. Ghen hiền là ghen sao? Em ít có nói á. Dạ đúng rồi chị. Em không thích người phụ nữ gì? Không thích người phụ nữ hơi chảnh chọe. Chảnh chọe. Không có lễ phép. Yên tâm, cô kia lễ tân mà trời ơi, đẹp xinh. Ai cũng cười, ai cũng chào hết trơn á. Không quen cũng chào, ghét cũng chào. Hãy chào luôn, yên tâm. Mình không thích điểm gì á người đàn ông? Không thích hút thuốc hả chị? Rồi. Không gia trưởng à? Bạn trai bên kia có gia trưởng không ta? Dạ không. Dân miền Tây ít gia trưởng lắm em ơi. Dạ có một điều nữa cho bạn gái vui luôn là hồi nhỏ lớn không hút thuốc. Rồi vui rồi đó. Còn gì nữa không? Ngoại hình. Ngoại hình thì em thích người có khuôn mặt nhìn có duyên. Dạ, nụ cười hiền. Gì vậy tự nhiên nụ cười hiền, cái bên kia cười cái rần lên vậy? Thích người có tóc hay là người không có tóc? Có tóc. Tự nhiên mắc mớ gì rồi hỏi câu đó. Chào chị. Này, hơi ít tóc. Cái này là người ta mua đen. Trời ơi, mua đen người ta làm láng. Xuất tiến thương mại mà. Tướng ngon không? Rồi, đẹp trai. Sang trọng nè, ngồi xuống góp ý chân thành nha. Yeah. Nhậu ít lại nha. Yeah. Nhậu rồi tập thể dục vô nha. Yeah.
Cũng tập gym thường lắm chị. Tập thường đó hả? Dạ thường mà, tập tại vì cũng vậy đó hả? Đi tiếp khách hay đi công tác vậy đó. Cái mình bỏ tập cái nó bụng nó mau lên đó. Mình có tật xấu gì không? Em thì tật xấu em thì cũng hơi nóng tính. Em thì em không thích mà người phụ nữ mà tối ngày nhai vậy đó. Nghe vậy đó cái mình nóng cái mình bỏ mình đi. Đi đâu? Thường thường em đi cắt tóc. Mỗi lần nhận nhau là buồn đi đi cắt tóc. Dạ, nóng hoài thì ra vậy đó. Cắt tóc rồi ví dụ như nặng mụn nè, bắt xa mặt rồi cho nó thư giãn vậy đó. Trời đất ơi. Dạ. Nó nghe là có khi nào hai mối tình kia người ta bỏ mình đi cái mình đổi giới tính không? Dạ không. Dễ gì. Tại vì hồi đó giờ sở thích em vậy á. Vậy luôn hả? Dạ, mập mập chứ thích mặc mấy cái áo body vậy đó. Quần dạ, áo body thì phải cái bụng nó phải 6 múi, cái bụng có 1 múi à. Thì ở gái gắn đi tập gym đó chị. Chê quá là gái chê quá. Dạ được không chị? Được. Quá được luôn, để em coi coi. Chốt cái bụng hơi tròn chút. Ô trời, gái chuyên gia. Được, anh này được, đẹp trai. Chồng giận thì em làm cái gì? Chồng giận á, chắc em không có nói gì đâu. Không nói gì? Thì mấy lúc mà anh bỏ đi cắt tóc nặng bụng, massage mặt thì em làm cái gì? Massage cái vấn đề đó em hơi bị không thích á. Không, dạ. Massage bây giờ đâu phải, massage là xấu đâu, massage mặt. Massage mặt không hả? Massage chân. Em nghĩ bạn nam ấy chắc cũng chăm sóc thân thể quá hả? Đúng rồi. Dạ. Chăm sóc thân thể chính mình, nhan sắc chính mình là làm đẹp cho gia đình, làm đẹp cho xã hội. Dạ. Ai mà chơi chồng em cũng buồn chứ buồn. Dạ. Cũng như em phải chăm sóc bản thân em. Dạ. Để khi ai khen em đẹp, chồng em cũng tự hào. Dạ. Được không? Dạ. Thôi, thấy ổn đó. Dạ. Ha. Cảm ơn em. Đàn trai cũng ngon, đàn gái cũng ngon. Được à, cặp này hợp nè. Em có đi với người thân không? Dạ có hả? Đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ. Dạ chào cô. Dạ chào Cát Tường. Dạ. À, chào anh, chào bác. Con gái cô thì nó hiền lắm, nó ít có nói lắm. Nếu mà hợp với nhau thì hai vợ chồng nói nhau nghe vậy đó. Chứ đừng có la, đừng có dùng vũ lực rồi. Con thì con ghét vũ phu lắm. Có gì nói thẳng thắn hai chồng nói nhau rằng mình xây dựng thôi chứ hồi nào giờ con không thích những đàn ông mà con không có vũ phu. Được đơn gái ơi. Được đơn gái ơi. Mẹ nói vậy rồi ha. Rồi, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Rồi, bạn trai, mình có đi với ai không? Dạ, đi với một người anh làm chung cơ quan hồi trước. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Nguyên Linh. Chào bạn. Anh ngồi bên đây, anh nhìn thấy bạn làm quen của Mến là thấy được đó Mến ơi. Cảm ơn. Nhưng mà anh thấy Mến đó giờ không có bạn gái hả? Có, nhưng mà Mến thường hay giấu lắm chị. Đó rồi, chết rồi, tiêu rồi. Rồi cảm ơn anh, được rồi anh. Để hồi em kéo màn lên phải khai thác chuyện đó nha. Hơi giấu nha. Rồi, kéo màn lên đi. Kéo màn lên cho hai người gặp đi ha. Đừng ăn hiếp nhà gái tôi nha. Dạ, chào anh ạ. Anh có món quà này gửi đến em. Em hỏi cái vụ hồi nãy cái anh kia anh nói là những cái có cái anh hồi nãy anh nói vậy á thì anh có thể anh giải thích cho em nghe nói được không ạ? Nói chung thì anh á thì cũng nhiều người phụ nữ thích lắm. Dạ. Tính anh ngộ lắm, nếu mà anh không thích là anh chủ động, anh lạc thì anh không có, nói chung không có quan hệ. Dạ. Thành ra là không có gì dướng bận chứ. Thôi mình cảm nhận vì lần đầu tiên gặp nhau thế nào? Rồi em thấy anh sao? Dạ anh mập. Em thấy anh giống như là cái hình mẫu của em vậy đó em. Vậy hả? Dạ. Ủa thích mập vậy đó hả? Dạ không phải mập nhưng mà em thích người mặt tròn, hớt tóc cao, nhìn hiền. Thì em thấy anh hiền. Hy vọng là những cái cảm nhận của em bây giờ á, về lâu dài sau này thì nó cũng giống như là em cảm nhận. Mốt lấy nhau vậy ai giữ tiền? À, cho vợ anh giữ. Anh nói đó nha. Tại vì anh giữ tiền cũng được. Dễ thương không? Vợ anh giữ. Anh nói đó nghe. Cô này thấy hiền hiền nhưng mà nói câu nào chắc câu đó đó nha. Thôi mỗi người nói một câu thật tình cảm. Thôi, một câu mình gì sẽ tiến hành bấm nút. Qua là lời nói chung thời gian không có nhiều thì bây giờ cũng mến. Thì có thể là ví dụ như mình về dưới thì mình sẽ gặp nhau nhiều hơn. Rồi mình sẽ chia sẻ cuộc sống, nếu mà thích hợp thì mình sẽ đến nha. Được không em? Dạ em sẽ suy nghĩ. Rồi, suy nghĩ đi, quyết định nha. Một. Anh Lùng. Anh Hùng không kịp chi vậy? Hai. Ba. Tài. Dạ. Tài ấm rồi. Nắm luôn chứ bắt cái gì? Dạ, nắm hả? Nắm luôn. Xin phép mẹ cái đi, xin phép bác cái đi. Bác xin phép nắm tay. Anh nắm rồi, anh nói xin phép. Tại hồi hộp. Thôi bây giờ hôm nay là ngày rất là quan trọng. Coi như chính thức hai bạn đồng ý hẹn hò với nhau.
mình sẵn có bác đây, mình hứa gì đi ha? Thì có bác ở đây thì con cũng xin hứa là nếu mà con thì đến chuyện tình cảm này con nghiêm túc lắm, nếu mà đến thì chân thành thì con sẽ không có phụ lòng người lớn này, cũng bác không phụ lòng người lớn còn người nhỏ sao? Cũng không phụ lòng em luôn. Cảm ơn anh. Chúc các bạn sẽ có nhiều thời gian tìm hiểu nhau kỹ hơn nha. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây, quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh với các hệ thống của áo cưới Island nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Sẵn đây em cũng cảm ơn chị Cát Tường, cảm ơn anh Hoàng Linh, cảm ơn tất cả mọi người trong ekip của chương trình đã tạo điều kiện cho em tham gia chương trình. Em chúc chương trình ngày càng thành công hơn, đem nhiều niềm vui và hạnh phúc đến với tất cả mọi người ạ. Rồi, thay mặt chương trình cảm ơn em nhé. Hy vọng là sớm nhận được tin mừng từ hai bạn nha. Con có thể nấu cơm nước giặt giũ là con làm được hết. Nói chung là lo cho gia đình thì ok. Từ nhỏ thì con cũng sống xa bố mẹ từ khoảng lớp 8 rồi. Nên là cũng khá là tự lập và con tự tin về bản thân của con. Con thì chỉ sợ bạn gái đòi hỏi chiều cao thôi. Con cao mét mấy? Con thì mét 63. Mét 63. Rồi, tốt rồi. Mét 63 được không con? Dạ hơi thấp. Hơi thấp. Trời ơi, mét 33 mới thấp. Mời nhà trai. Rồi, mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Rồi, bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu nha. Chúng ta bắt đầu giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe luôn. Bắt đầu đi em. Lời đầu tiên xin chào chú Quyền Linh, cô Hoàng Vân cùng chào bạn nữ và toàn bộ khán giả. Con tên là Hoàng Văn Cương, năm nay 28 tuổi. Quê thì ở Yên Bái, nhà thì ở Bình Thuận mà hiện tại thì đang làm trưởng phòng kinh doanh ở công ty cổ phần kem Tràng Tiền chi nhánh Sài Gòn. Ở quận mấy? Ở khu công nghiệp Tân Bình. Tân Bình hả? Dạ. Rồi còn mình giới thiệu nào? Con chào cô Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh với cả chú luôn, chú luôn không phải gì phải anh cả. Dạ vâng, chú luôn. Chú Quyền Linh và bạn nam ở bên kia. Con tên là Phương Anh, năm nay con 27 tuổi. Quê con thì ở Hà Nội. Nhưng mà con sống, con sinh ra Quảng Ngãi. Con vào Sài Gòn được 2 năm. Vậy đó, đang làm gì vậy con? Dạ con đang là nhân viên marketing. Em trai, bây giờ em phải nói cho mọi người biết là sở thích rồi điểm yếu điểm mạnh của mình là gì. Con nói về điểm yếu trước đi. Rồi nói đi. Thứ nhất là cho công việc vận hành hút thuốc. Đó thì cái đó là điểm yếu. Rồi. Mới lại công việc thì giờ giấc nó cũng không cố định, khách khứa rồi công việc có khi buổi tối là mình không được về nhà, mình đi thì nhiều khi ví dụ như có bạn gái hay có gia đình thì cái đó nó sẽ ảnh hưởng. Về sở trường á, điểm mạnh thì con có thể nấu cơm, nhà thì có mỗi một thằng nên là toàn bộ cơm nước giặt giũ là con làm được hết. Nói chung là lo cho gia đình thì ok, quan tâm người khác. Rồi, nhà gái. Con mình giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của con thì chắc là con khá là tự tin và độc lập. Tại vì là từ nhỏ thì con cũng sống xa bố mẹ từ khoảng lớp 8 rồi. Nên là cũng khá là tự lập và con tự tin về bản thân của con. Còn điểm còn yếu? Về điểm yếu của con thì chắc có lẽ là ở cái gương mặt. Sao? Tại vì là bình thường nếu như mà những cái người mà mới tiếp xúc với con lần đầu á thì sẽ nghĩ là con là một người rất là khó gần hoặc là chảnh. Tại vì là mặt của con cái cấu hình nó vậy rồi. Nhìn nó hơi khó chịu. Nếu con... như mà con không cười. Cấu hình khó chịu hả? Dạ. Mình thay cấu hình. Nếu mà bạn nói bạn không cười thì người đối diện sẽ thấy là bạn hơi khó chịu. Là con bằng tuổi với con gái lớn cô. Con bé xí ngầu. Cái tuổi này nó vậy đó Linh ơi. Rồi để coi cấu hình sao mà không có cười coi. Thôi xinh mà. Nhưng nó không cười là nhìn nó khó chịu liền. Đâu không cười coi. Nó giống xí ngầu á Linh. Nhìn quạo quá đó. Không vậy cứ cười hoài đi. Dạ. Hả? Cười hoài cũng hơi cười hoài đi. Bây giờ này nè, mình có mấy mối tình đây? Nói cho nhà gái biết đi. Với con thì có hai mối tình. Hai mối. Mối tình đầu tiên là từ thời học sinh. Rồi bỏ qua. Bỏ qua. Mối tình thứ hai là từ năm 27. Mấy năm? Không, trong vòng một năm thôi. Lý do tại sao chia tay? Ngày xưa là làm chung công ty, bạn làm kế toán nhưng mà không hợp nhau. Bạn không chi tiền đúng không? Làm chung công ty không chi tiền. Vì con sợ quản lý chặt quá. Quản lý chặt quá nha. Có quản lý chặt không?
Dạ không. Không đúng không? Dạ. Rồi, đàn gái mình... Con có mấy mối tình nè? Con mấy mối tình rồi? Dạ, con khoảng 4 năm mối tình. Trời. Cha cũng dữ à nha. Vậy là cười đó nha. Rồi sao chia tay 4 năm mối đó? Dạ, nói chung là không hợp thì không có duyên thì không có tiếng xa. Mối dài nhất là mấy bao lâu? Dạ, khoảng 2 năm. Mối ít nhất là... Ít nhất thì khoảng 6 tháng ạ. Cũng nhiều rồi nha, vậy là yêu nhau cũng lâu lắm mà. Sớm á, yêu sớm chứ không phải. Rồi bây giờ mình muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào? Mẫu người mình lý tưởng với con thì đầu tiên phải là một người mà trung thủy. Trung thủy. Cái đó là cái mà gọi là cái quan trọng nhất. Cái người đó phải có một cái sự tôn trọng nhất định đối với cái người mà đồng hành với mình. Đúng rồi. Thì nó mới có được cái sự trung thủy đó. Rồi. Ngoại hình với mẫu hình lý tưởng của con? Con thì con không có yêu cầu bạn trai phải đẹp trai hay là xoái ca gì hết. Thì gọi là nhìn hiền lành và ưa nhìn thôi. Hiền dạ. lành, ưa nhìn. Con thích những người nhìn hiền lành. Để cô qua cô coi có hiền thôi, không thôi. Ưa nhìn là ưa nhìn rồi đó. Hiền lành thì từ từ coi sao chứ giờ mới gặp sao. Chào con dạ. Thế nãy giờ bạn gái nói vậy, con cảm thấy là mình có đáp ứng được cái yêu cầu của bạn không? Con thì chỉ sợ bạn gái đòi hỏi chiều cao thôi. Con cao mét mấy? Con thì mét 63. Mét 63. Rồi tốt rồi. Mét 63 được không con? Dạ hơi thấp. Hơi thấp. Trời ơi, mét 33 mới thấp. Rồi bây giờ cái mẫu hình lý tưởng của con, người bạn gái phải như thế nào? Con thì dễ thôi, cao trên 1m5 là được. Người đầy đặn nhưng mà không mập quá. Đầy đặn cỡ đó được chưa? Từ hồi sáng giờ là chưa gây lộn với ông nha. Nha ông mối mai nha. Còn về khuôn mặt thì sao? Con muốn như nào? Nãy bạn nói là cái mặt bạn mà không cười á, nhìn là coi như là khó gần lắm á. Không không sao cô, thì con sẽ cho bạn cười hoài. Rồi đúng rồi, hay. Sẽ cho bạn cười hoài đúng không? Dạ. Cứ chọc là cười thôi, hỏi kiến người thân thôi. Đúng rồi, con đi với ai vậy? Con đi với anh con. Con chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh, chào tất cả khán giả trường quay. Con là Sơn, anh họ của Cương. Thì hôm nay thật sự rất là bất ngờ mà khi Cương gọi để đi tham dự chương trình này. Thì mình cũng vì em thôi tin tưởng mình thì mình cũng cố gắng sắp xếp. Thứ hai là hỏi bạn gái chút xíu, nãy giờ chắc Cương chưa hỏi em thì anh hỏi này tí ha. Cái về tiền bạc gia đình á, nếu mà có gia đình thì theo em ai sẽ là người giữ tiền bạc em? Đối với em thì em cũng không có quan trọng cái chuyện đó lắm đâu. Em hay là hoặc là cả hai đều giữ thì em nghĩ là tốt hơn là để cho một người giữ. Ok Cương, anh thấy ok đó Cương. Con đi với ai? Dạ con đi với chị gái ruột. Chị gái ruột ơi, dạ. Đâu rồi? Chào cô Hồng Vân và chào chú Quyền Linh. Thì con đã coi chương trình của mình rất là nhiều rồi. Và hôm nay rất là vinh hạnh được ngồi ở đây để tham gia chương trình. Thật sự là sau khi mà nhìn hai bạn ngồi cạnh nhau và bị vướng một cái xe dạ. hoa như thế này thì thấy rất là hợp luôn. Về cả ngoại hình rồi cả cách nói chuyện, chỉ mong rằng là sau khi bức rèm được vén lên thì có thể là hai bạn sẽ có thể trao đổi thêm để có thể hiểu nhau hơn. Còn về ngoại hình và cái cách mình các bạn nói chuyện thì khá là hợp rồi ạ. À. Dạ tốt rồi. Cảm ơn đó. Mở rào. Bắt đầu đi Cương. Quà mình tặng quà đi con. Dạ. Mở quà có ý nghĩa món quà của mình. Em chào anh. Quá trời vậy đó hả con? Tặng cái gì mà tặng quá trời cái này tặng là vậy? Hoa. Tặng quà phủ đầu mà. Ừ. Dạ. Em sợ. Có thấy lạnh không? À có anh. Ừ. Em đoán được cái gì rồi chị? Em nghĩ là kem. Chụp. Chính xác. Ừ. Cái này là quả cầu. Nè, nó cúi te cho nè. À. Có một người. Hai đứa sẽ như vậy. À, một người con trai và một người con gái. Dạ. Đây anh có thể mở cái cuốn sổ này ra, nó không phải là cuốn sách. Cái này là cái cuốn nhật ký rất là đặc biệt. Rất là đặc biệt. Anh nghĩ là có thể mình sẽ viết chung đi. Thì anh có thể đọc ở trong cái nội dung ở trong này. Cái trang đầu tiên là cái trang mà em viết cho anh đó. Ok. Mở đọc luôn con. Chào anh, đây là một cuốn nhật ký rất đặc biệt mà em tặng anh. Cuốn nhật ký này để anh có thể viết mọi cảm xúc, tâm sự của mình dành cho người con gái định mệnh nào đó của anh. Sau này, khi anh gặp được người con gái của cuộc đời mình, hãy trao cho cô gái ấy
Cuốn nhật ký này để cô gái ấy có thể hiểu được những gì anh đã từng trải qua nhé. Khi em cảm thấy trông chênh, cô đơn nhất, em cũng đã viết một cuốn nhật ký như vậy. Đó đã giúp em vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống và không còn thấy cô đơn nữa. Em là người viết trang đầu tiên này tặng anh. Hy vọng cũng là sự mở đầu tốt đẹp và biết đâu được cuốn nhật ký này sẽ không cần viết trang tiếp theo nữa vì đã có em ở đây rồi. Quá trời hay rồi. Mới còn càng muốn rụng tim nữa. Dạ. Con kết câu cuối chú. Có em Linh ở đây rồi. Không? Linh, hồi đó ông có lãng mạn gì không Linh? À, không. Đó mua xôi rồi tặng không. Làm gì có nhật ký lãng mạn gì. Ồ, vậy là em vô Sài Gòn 2 năm hả? Dạ đúng rồi. Ví dụ như cái công việc của anh với của em thì nó cũng sẽ tựa tựa như vậy. Như anh thì anh đam mê công việc. Cái gì anh cũng làm, ở công ty có việc gì không vừa mắt là anh làm hết. Cho nên là đôi khi không có ngày thứ bảy chủ nhật nghỉ, tối có khi là 10 giờ mới về đến nhà. Nhưng mà đó là anh đang độc thân. Mà anh cảm thấy làm việc cho nó quên đi cái nỗi buồn, cho nó vui. Biết đâu được đấy. Sẽ có một ngày nào đó ta làm 5 rưỡi là anh chạy thẳng về nhà. Anh chỉ cần một lý do thôi. Hiện tại thì anh ở Sài Gòn, anh ở một mình hả? À, anh ở Tân Phú, ở cùng mấy anh em nữa. Thì anh có thể chia sẻ nhiều hơn về cái quan điểm của anh trong tình yêu. Anh thì rất ngại bạn gái mà quản lý nhiều. Ví dụ quản lý về cái gì? Ví dụ khi anh đi anh nói hôm nay anh sẽ đi gặp khách hàng, tiếp khách, nhậu nhẹt. Đó, anh nói thẳng như vậy. Nhưng mà ví dụ như đang ngồi mà gọi hoài á thì nó sẽ mất hay. Khi mà anh đi là anh nói anh đi và giờ anh về là anh sẽ về. Đó. Vậy thì nếu ví dụ như em cũng thích đi nhậu hay em thích đi bạn bè, những cái công việc riêng của em được không? Không sao, bởi vì á mỗi người nó sẽ có một mối quan hệ xã hội. Không thể nào mà hai người yêu nhau lấy nhau mà chỉ có hai người sống trong vòng tròn nó được. Thì mình vẫn phải có quan hệ xã hội. Bây giờ người phụ nữ hiện đại không phải anh em về là em phải ở nhà nấu cơm, giặt giũ, rửa chén. Ai về trước thì làm, hay là hôm nay em mệt, anh mệt, phụ nhau vào làm. Chứ không phải là người ta hay nói sợ con trai bác nó ra trường này nọ. Đó, thì anh cũng chia sẻ thẳng. Em có hay ghen không? Không anh, em không ghen. Em cũng không thích quản lý. Tại vì em rất là dễ tính. Nên là lúc trước là em hay bị phản bội á. Là cũng vì cái lý do em rất là dễ trong cái chuyện đó. Em đề cao ở cái sự mà tự giác. Thì anh nghĩ là cái tuổi của mình nó cũng không còn trẻ nữa. Cho nên là anh nghĩ là khi mà đã xác định, đã tìm hiểu, mình sẽ tiến tới. Bởi vì là gia đình mọi người thì cũng mong lắm rồi. Còn em thì sao? Khoảng bao lâu thì em có thể tiến tới kết hôn? Em thì em sẵn sàng rồi. Tại vì là mọi người thấy em cứ hay than ế, xong rồi em mới quyết định em đăng ký cái chương trình này đó. Nói chung là em thì em sẵn sàng, mà em chỉ có là em muốn tìm một cái người mà thật sự làm cho em cảm thấy em có thể đồng hành với người đó được. Người đó cũng có thể đồng hành với em được. Em khá là mạnh mẽ, cho nên là ví dụ khi người đàn ông người ta tiếp xúc á, người ta sẽ nghĩ mình liệu mình có bao bọc được cô ấy không? Có thể cô còn ghê hơn mình, mình phải làm sao? Không, nhưng mà đối với anh bình thường, cứ để em cười vậy là xinh. Rồi, thôi, quá tốt. Tốt rồi, okay. Tốt quá rồi. Câu cuối cùng chốt hạ là hay đấy, cứ để em cười là hay rồi. Bây giờ nào, em hãy tiến tới nắm tay cô gái. Ừ, này, và cái giọng này chắc hát hay lắm đấy. Đúng rồi, để chúng ta thử trao nhau cảm xúc xem cái cảm xúc nó có hợp với mình nữa hay không. Nắm hai tay hết đi. Đó, cứ nhìn thẳng mắt nhau và hát tặng nhau một vài giai điệu nào đó. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường. Đó, giọng con rất là hay luôn á. Rồi, cảm bạn gái, cho hát một câu rồi nó đáp lại đi. Nếu anh đi, trái tim này buồn biến mây, dù biết trong lòng con yêu con thương lắm đấy. Nếu anh đi, hãy cho em được nói với anh một lời. Dù tình ta sẽ chia, em vẫn yêu anh. Trời ơi. Hay. Ủa Linh, tụi con giống như bổ sung cho nhau á. Một đứa giọng kim, đứa giọng thổ. Đúng mà rồi. Rất là hay luôn. Bây giờ hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau nói mỗi người một câu nào đó mà tận đáy lòng của mình suy nghĩ về đối phương. Sao chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện? À, chúng mình gặp nhau nó là cái duyên. Còn đến với nhau được hay không, nó là cái nợ. Em có thể để anh trả cái nợ đó cho em hay không, đó là quyền của em. Mà anh hy vọng là
mình có thể cho nhau một cơ hội. Em nghĩ là em sẽ cho anh cơ hội đó. Em chỉ nói ngắn gọn vậy thôi. Ok. Rồi. Nó không cần gì đến mình nữa rồi. Chúng nó tự nói với nhau là nó bấm rồi. Hãy bấm bằng cả trái tim của mình nha các bạn. Một. Một mà nó cạch cạch hết luôn rồi. Linh ơi, Vân bị hốt hoảng quá. Hai. Ba. Bấm chưa? Đó. Cạch cạch. Bắt đầu chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau. Ok rồi, bây giờ sẵn vậy, đặt nụ hôn đầu tiên đi con. Ngại đó. Cái đó không ngại được, cái đó là luật rồi. Dạ nói vậy sống thôi chứ và làm không việc theo lắm. Pháp luật nghe. Tao chưa nói gì hết mà Vân tưởng nó ngại. Anh xin lên nha. Hãy nắm tay nhau thật chặt. Trời ơi, gửi tặng các bạn máy nước nóng Sen Tông nhập khẩu Malaysia và bình nước. Khuyết điểm của em là không kiểm soát được nhiều thời gian ấy. Em thấy cái khuyết điểm lớn nhất đến bây giờ là như vậy. Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình và thích làm các công việc về thiện nguyện đó chị. Muốn người bạn gái của em nói chung là sẽ bớt thông tính một xíu, có thể đồng cảm cho công việc của em. Công việc của em nó sẽ chiếm rất nhiều thời gian. Dạ. Có đàn ông để râu không? Dạ. Gọn gàng chứ đừng có để râu quá. Bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi tiếp theo. Xin mời gia đình nhà gái. Mời nhà trai. Xin chào. Chào anh. Rồi mời em ngồi. Rồi bây giờ bên mình giới thiệu một chút về bản thân đi em. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào anh bạn bên cạnh và toàn thể quý vị đang xem chương trình ạ. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Tâm, năm nay em 29 tuổi ạ. Em đang làm gì Tâm? Dạ hiện tại em đang là nhân viên giao dịch quầy tại công ty cổ phần vận tải hàng không miền Nam Sacco ạ. Tức là làm ngay sân bay Tân Sơn Nhất phải không? Cái dạ. Văn phòng bự bự đó đúng không? Dạ. Rồi em ở đâu? Dạ hiện tại thì em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang ở quận Gò Vấp ạ. Tâm bao nhiêu tuổi Tâm? Dạ năm nay em 29 tuổi. 29 tuổi. Mời em trai. Em chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và chào, chào em. Tất cả khán giả. Em là Bùi Duy Đăng. Em năm nay 33 tuổi. Em đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Em làm công việc gì? Em kinh doanh về phòng gym. À phòng gym. Cũng như là một số cái sản phẩm thể thao. Quê mình ở đâu em? Quê em ở Hải Phòng. Hải Phòng. Em có những ưu khuyết điểm gì Đăng? Ưu điểm của em thì về thể thao thôi. Thể thao. Những cái gì về thể thao đúng không? Tất cả những cái gì về thể thao thì em ưu điểm. Thật ra mình kinh doanh về thể thao luôn mà. Dạ vâng. Còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em là không kiểm soát được nhiều thời gian ấy. Em thấy cái khuyết điểm lớn nhất đến bây giờ là như vậy. Không kiểm soát được thời gian. Vâng. Tức là thời gian mình lao vào vừa dạ, ăn hết. Với lại khuyết điểm của em thì thấy là em nói hơi nhỏ đó cưng. Nói to hơn đúng không chị? Đúng rồi. Okay, đó, phải như thế mới được nhá. Dạ. Rồi Tâm, mình nói về ưu khuyết điểm của mình đi cưng. Dạ, cái ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình và thích làm các công việc về thiện nguyện đó chị. Lớn lên đi, mình đừng có lép bên kia. Nhưng mà cái nhược điểm của em là em nóng tính, cũng thẳng tính và nóng. Thẳng tính, nóng tính đúng không? Bên kia thì không kiểm soát về thời gian, dễ gây lộn lắm á. Nóng lên nó không, sao nó không dành thời gian cho em hả? Ừ đó, đó. Vậy là em đã có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có một mối tình ạ. Một mối tình được mấy năm? Dạ cách đây cũng được 2 năm ạ. Cách đây 2 năm có nghĩa là đã chia tay 2 năm rồi. Dạ đúng vậy rồi. Mình yêu nhau được bao lâu? Dạ yêu nhau cũng được một năm mấy. Một năm mấy lý do chia tay? Tính em nóng tính mà một người mà nóng tính nữa thì không phù hợp chị. Bên đây lý do chia tay là bạn này nóng, bạn kia cũng nóng. Thành ra là thấy có vẻ khó dung hòa được cho nên là thôi. Đăng ơi em nghe chưa Đăng ơi? Em có nghe thấy rồi. Ừ. Đăng có mấy mối tình rồi? Em có khoảng tầm 5-6 mối tình. Đăng bên đây là 5-6 mối tình rồi nha. Bên đây 5 mối tình, tại sao chia tay? Em nghĩ là do cái khoảng cách, vì em hay di chuyển lắm. Ngày trước em hay di chuyển và hay đi cũng như là học hành cũng như công việc ấy. Nó làm gián đoạn. Em di chuyển từ đâu tới đâu mà nó gián đoạn như vậy? Thì ví dụ như khi mà em ở Hà Nội thì yêu bạn gái Hà Nội, đến khi em vào Sài Gòn thì họ không còn yêu nhau nữa, kiểu như vậy. Rồi em còn định đi đâu nữa không? Em ở Sài Gòn, em thích Sài Gòn rồi. Ở luôn chưa? Ở luôn rồi. Ở luôn đi, chứ không đi. Đi nữa cái đổi người yêu nữa à. Chào em. Em chào chị. Ừ.
Lý do chia tay là do kiểu như là khoảng cách địa lý đúng không? Vâng, khi mà em di chuyển chỗ khác rồi thì sao mà cách lòng đúng không? Dạ, với lại cũng có những lần mà khi mà em học đại học thì em bị gián đoạn trong cái việc học ấy, thì nó làm cho em bị ảnh hưởng nhiều, thế cuối cùng chia tay. Bây giờ em mong muốn cái người bạn gái của em như thế nào? Em mong muốn người bạn gái của em nói chung là sẽ bớt nóng tính một xíu, có thể đồng cảm được cho công việc của em. Công việc của em nó sẽ chiếm rất nhiều thời gian. Em cho vô tập gym là hết nóng tính rồi. Còn về ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì em cũng không có đặt tiêu chuẩn quá nhiều đâu, chỉ cần là khỏe khoắn một xíu là được. Khỏe khoắn? Cần nhất sức khỏe. Ông này ông thể thao mà, thành dạ. ra là cái tiêu chí của ông là cần sự khỏe khoắn. Dạ. Còn mình là ông không thích rồi đó. Mình không có thể thao là không thích rồi đó. Để hỏi luôn là Đăng không thích điều gì ở bạn gái? Em sợ phụ nữ nói nhiều lắm. Nói nhiều là em sẽ thường là em sẽ lao ra đường và em sẽ đi xe và đi thể thao suốt. Nói nhiều quá là em sẽ đi tìm xe, chỗ xe, để xe mà ra đường. Vâng. Em tránh để không phải nghe đúng không? Dạ. Đó, nãy giờ cô gái cô đã nghe về người bên ấy chưa? Chào em gái, xinh, rất là xinh ha. Rồi bây giờ em thích một mẫu người đàn ông thế nào? Dạ, mẫu người của em là mẫu người đàn ông của gia đình, có ý chí cầu tiến, vui vẻ và có chút hài hước xíu. Cái ngoại hình thì sao? Em có đòi hỏi cái ngoại hình phải như thế nào không? Dạ, ngoại hình thì chỉ cần cao hơn em xíu thôi cũng được, tôm tắt. Với lại nhìn được là được rồi. Có thích đàn ông để râu không? Dạ. Lọn gàng chứ đừng có để râu quá. Lọn gàng chứ đừng có để râu quá. Ví dụ như không gọn gàng thì tính làm sao? Thì về đó mình sẽ chỉnh chu lại làm sao không? Giờ ngủ mình tỉa. Em không thích điều gì ở đàn ông nhất? Gia trưởng, keo kiệt và sự giả dối là em ghét nhất. Rồi. Rồi. Hôm nay em đi với ai vậy Tâm? Dạ, em đi với cậu em và anh bạn đồng nghiệp của em ạ. Dạ, xin mời đại diện gia đình nhà gái ạ. Xin chào MC Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Chào bạn trai bên kia. Chào khán giả có mặt trường quay. Tôi là cậu của cháu Tâm. Đó. Thì hôm nay tôi tới thì trường quay này tôi có vài cái ý để mà bạn cháu Tâm tham khảo. Thì nhìn bạn trai bên đây thì tướng thì cũng cao ráo, nhưng mà tiêu chí thì bạn Tâm đưa ra thì đôi lúc cũng chưa được có ưng ý cho lắm. Và cái việc này để cho cháu Tâm nó tự suy nghĩ mà nó bấm hay không là quyền của cháu Tâm. Dạ xin hết. Rồi, cảm ơn. Mời nhà trai, đại diện nhà trai, em đi với ai? Dạ, em đi với hai người em. Hai người em. Hai người em hả? Rồi. Rồi. Em xin chào anh Quyền Linh, cũng như chào chị Hồng Vân. Em tên Thông, là em của anh Đăng. Thì và chào tất cả các khán giả ở đây. Đầu tiên thì nãy giờ em có quan sát là bạn nữ rất là hiền và xinh đẹp. Em cảm thấy là nó có thể bù qua sớt lại cho anh Đăng. Là một người rất là hàm hố, nhưng mà rất là hiền lành. Em mong là hai người có thể cho nhau cơ hội để tìm hiểu cũng như là coi mình có tìm được một nửa của mình hay không. Dạ, em xin hết. Anh Đăng hầm hố ha. Mà hiền không em? Dạ, hiền lắm. À, dạ. Khô luôn anh. Hiền khô luôn hả? Dạ. Anh có khi nào la tụi em không? Dạ không. Anh ít khi nào mà la lắm. Anh là một người có sức chịu đựng rất là tốt. Anh Đăng rất là bao dung. À. Giống như là ở trong chỗ em làm anh Đăng giống như là bố già vậy. Bố già hả? Dạ. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Đúng rồi. Mình đã nghe góp ý của hai bên rồi. Mở rào. Tặng cái gì nè, có bao thư gì nè, tiền lương tập hàng tháng đó. Anh Đăng đã bị đứng hình rồi. Nhìn nhan sắc này anh Đăng bị đứng hình rồi. Anh tặng em món quà. Dạ. Chúc em xinh đẹp. Dạ, cảm ơn anh. Mở ra đi Tâm. Dạ, nhưng là voucher tập gym. À, tập gym hả? Cái voucher để tập gym đúng không? Dạ. Rồi, còn mình? Thì trước tiên em xin tặng anh món quà. Trong đây có một cái thư. Thư anh đọc trước rồi xong anh gỡ qua nha. Em xin phép đọc thư. Ngày 19 tháng 3, 2021. Chào anh. Em rất vui khi hôm nay được gặp anh. Thực sự em chẳng biết viết gì, nhưng những gì em viết ra sẽ xuất phát từ trái tim muốn nhắn gửi đến anh. Dù cuộc sống có bộn bề và tấp nập đến đâu, dù người có lớn bao nhiêu và đi đâu chăng nữa, thì cần một điểm tựa, một nơi để về. Đó là nơi có em và anh, Thanh Tâm. Cảm ơn Thanh Tâm.
Rồi, hai bạn về ngồi đi. Chưa nữa, Tâm muốn chia sẻ thêm nữa. Dạ, trong đây về... có bà. Cảm ơn Tâm. Biệt thự mơ ước. Anh suy nghĩ như thế nào về món quà này? Anh thấy món quà này rất là tuyệt vời, bởi vì là anh rất thích rừng. Cho nên là những thứ thuộc về rừng với gỗ mình thì anh rất là thích. Và nhà gỗ thì nó đúng là tuyệt vời rồi. Anh rất là cảm ơn em. Dạ, còn đây là cái việc mà muốn nhắn gửi là đó là chiếc áo của bác em. Hy vọng bác em sẽ có đây và nghe được những lời tâm sự của em. Bác em cũng là thần trượng trong lòng của em, bác chính của em. Bác luôn vui vẻ, hòa đồng. Và luôn, nếu mà anh em trong gia đình gặp khó khăn á, thì bác luôn sẵn sàng giúp đỡ. Và em muốn người đàn ông em hướng tới cũng là người đàn ông của gia đình, luôn chăm sóc gia đình. Dù vợ con có chút buồn phiền gì đó thì đàn ông sẽ là người bao dung và tha thứ tất cả mọi thứ. Áo này là của ai, của bác? Dạ, của bác chính em, bác chính em, bác chính của con nữa, mất rồi. Bác chính. Chiếc áo này luôn theo con bên mình từ lúc mà bác chính mất tới bây giờ. À, tức là thần tượng bác chính đúng không? Dạ đúng rồi. Hôm nay thì nó rất là gấp, em vừa kết thúc một cuộc họp xong thì cái món quà em không có kịp chuẩn bị. Em rất là xin lỗi cô dâu, rất là xin lỗi cô dâu. À, sorry. Xin lỗi nhà gái, em thực sự không kịp chuẩn bị. Thì em xin hát tặng một bài tặng em được không ạ? Dạ được. Người yêu ơi, khó mềm đã héo khô, mặt hồ lá xác xơ, những con đường vắng sương mờ. Từng bước chân quên đi mùa thu xa lắm, để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ. Rồi, cảm ơn, chúc em sẽ không còn buồn nữa. Dạ. Các bạn cảm nhận về nhau đi, lần đầu tiên gặp mặt đó. Dạ, lần đầu tiên gặp em thì anh thấy như thế nào? Đầu tiên quá. Anh thấy nó hồi hộp hơn là cả khi mà anh nhận được cái giải vô địch trong đá banh của đội của anh á. Nó hồi hộp hơn. Sao anh thấy sao, anh hầm hố không? Tâm thì sao? Tâm hầm hố không? Dạ thì ban đầu thì con thấy anh cũng hiền á, nhưng mà không biết anh sau đó thì như thế nào thì con chưa biết được thôi. Con người vậy thôi, thấy râu ria rồi xăm trổ một tí này kia, nhưng mà thật sự là anh nhìn sâu vào mắt của bạn ấy thì thấy bạn đúng là hiền, không đến nỗi hầm hố như đúng cái từ gọi như vậy đâu. Dạ. Rồi hai bạn trò chuyện nhau đi. Em có yêu thể thao không? Dạ em cũng thể thao thì cũng yêu thích á, nhưng mà do em bị giãn tĩnh mạch chân nên thành ra cũng hoạt động những cái môn thể thao nào mà tránh chạy nhảy hay như thế nào đó. Nó bị lười đi đúng không? Dạ. Okay. Em năm nay em 29 tuổi, sao chỉ yêu có mỗi người thôi, yêu ít thế? Dạ, tại vì xưa giờ thì em tình yêu đối với em lúc trước em luôn cảm thấy là mình bất an, với lại không cảm giác được sự an toàn và thiếu sự tin tưởng. Bình thường nếu mà em quen em cũng hay sợ lắm. Em sợ điều gì, không tin tưởng điều gì, nói cho anh nghe đi. Dạ, nãy giờ em có trao đổi thì em sợ, em ghét sự lừa dối lắm. Có gì thì cứ trao đổi thẳng thắn với nhau, mọi thứ đều phải chia sẻ hết. Đừng có giấu em điều gì, một khi mà đã lừa dối cái gì đó thì em rất là ghét. Và em chỉ cần biết phát hiện một điều đó thôi là em sẵn sàng từ bỏ mọi thứ. Vậy là Tâm ghen lắm hả Tâm? Tâm có ghen không? Dạ, em thì em không ghen. Nhưng tại vì, đó ví dụ như ảnh đi, cho anh ra đường mọi thứ. Nhưng mà em chỉ cần biết một thứ thôi là, biết là lừa dối em một cái là em sẽ cắt đứt mọi thứ là giống như là stop luôn đó cô. Bạn Nam là ở phòng gym. Dạ. Gọi là giao tiếp với rất nhiều người phụ nữ đẹp. Vậy thì đấy, hoàn cảnh ghê không là em thử tưởng tượng đi. Ngày nào nay cũng tiếp xúc rất nhiều người đẹp đó. Trai đẹp, gái đẹp, nườm nượp. Đúng rồi. Nếu trường hợp đó em nghĩ là em chỉ cần bản thân em phải đẹp trước tiên cái đã. Phải cố gắng hoàn thiện bản thân mình. Chỉ cần mình sống có một cái gì đó nó riêng biệt, khác biệt với mọi cô gái khác thì anh sẽ biết là người này sẽ khác với người mà anh đang tìm hiểu. Và trong cuộc sống cũng vậy nữa. Nếu mà không có ảnh thì em vẫn phải hoàn thiện bản thân mình. Đấy là quan điểm của em, còn quan điểm của anh nó hơi khác của em một xíu. Thông thường thì cái công việc của anh ở phòng gym, nhưng mà anh cũng không có tiếp xúc quá nhiều với khách hàng, vì đa số các bạn sẽ tiếp xúc, và hơn nữa anh cũng có những công việc ở bên ngoài nữa, và nó sẽ có rất nhiều những cái khó khăn, và thông thường thì anh không mang những cái việc đó về nhà. Dạ. Thậm chí có giai đoạn anh bị đình chỉ thi tốt nghiệp ấy, mà ba mẹ anh hoàn toàn không có biết, anh phải giấu để anh tự giải quyết cái việc đó, cho nên anh sẽ không mang những cái việc khó khăn hay phức tạp ở ngoài đường về nhà.
Thì nó chỉ là một phần nào đó, nó còn tại cái thời điểm nào đó thì anh mới có thể chia sẻ được. Cái câu của anh hay nói thì sẽ là ổn, nên mọi thứ anh sẽ là ổn. Anh không có muốn những người xung quanh phải có nghĩa vụ phải nghe những cái gì đó khó khăn từ mình. Cho nên là nếu mà cái người nào đó họp mà có thể chia sẻ được thì anh mới có thể chia. Còn đa số khi họ gặp anh thì họ chỉ có vui thôi. Nó khác với cái chuyện về tình yêu, kiểu như là ngày trước anh đã yêu những người phụ nữ rất là ghen. Cho nên là anh cảm thấy rất là áp lực và anh không chịu nổi những cái việc họ nói rất là nhiều. Đó là nguyên nhân anh cần chia sẻ cho em. Em hiểu không? Dạ em hiểu. Rồi chúng ta bàn một chút về tương lai xa đi. Dạ. Nếu như hai bạn hợp với nhau thì khoảng bao lâu chúng ta đến với nhau được? Của em sẽ là năm 36 tuổi, tức là khoảng tầm 2 năm nữa. À, 2 năm nữa là mới kết hôn hay là 2 năm nữa là... 2 năm nữa sẽ kết hôn. 2 năm nữa thì kết hôn. Có trễ quá không? Anh vẫn còn trẻ mà đúng không? Dạ, năm nay em 29 tuổi. 29, 10, 32, trẻ. Bởi vì anh đang bắt đầu rất nhiều thứ. Bây giờ em cảm giác thế nào về anh chàng này từ nãy giờ em nói chuyện? Dạ thì cũng có chút chút, nhưng mà em thấy vẫn còn một cái điều gì đó. Giống như anh nói còn 2 năm nữa, còn đối với em là bây giờ em 29 tuổi rồi. Em cần một cái, em tặng cho anh một ngôi nhà, có nghĩa là em cần một mái nhà và những đứa con. Hơn là tại vì bao nhiêu năm em cũng cô đơn một mình, thành ra là không thể nào chờ đợi mãi nữa. Anh ấy thì cần 2 năm để hoàn thiện cái sự nghiệp của mình. Dạ. Còn em gái thì cần thời gian sớm nhất để xây ngôi nhà tình yêu cho mình. Đúng rồi. Quyết định là do chúng ta. Nếu trái tim mách bảo mình bấm nút, mình cứ bấm. Còn nếu trái tim mình mách bảo không cần bấm thì khỏi phải bấm. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1, 2, 3. Hết thời gian. Anh trai có bấm nghe một cái cách à, em gái không bấm. Thấy rất rõ. Thôi có lẽ chúng ta không có duyên với nhau, không có duyên nợ với nhau. Cảm ơn anh. Rồi. À, chúc các bạn sớm tìm một nửa mảnh ghép của mình nha. Cảm ơn chị.